Dạ, đang công tác ở công ty xi măng Tosman. Chúng tôi rất là vui mừng để chào đón anh Nguyễn Tiến Mạnh đã trở thành người chơi chính thứ hai trong chương trình Đấu Trường 100 ngày hôm nay. Xin anh có thể cho biết là cái cảm giác của anh khi mà bước lên chiếc ghế này, ngồi lên đây. Anh có bao giờ tham dự một game show nào chưa? Dạ, tôi chưa tham dự. Và đây là đầu tiên đúng không ạ? Cảm giác thì cũng rất là mới mẻ đúng không ạ? Có chút nào lo lắng quá không ạ? Cũng bình thường thôi. Vâng.